Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh YouTube Park Bike Channel của mình. Hiện tại trên tay mình đang là dòng sản phẩm Motorola C Plus. Hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn clip hướng dẫn các bạn cách mở khóa xác minh tài khoản Google Account trên cái dòng sản phẩm Motorola C Plus này. Khá là đơn giản, chỉ cần chạy một cái file Lightroom là được. Rồi, ở đây hiện tại thì mình sẽ tiến hành thao tác kiểm tra trên dòng sản phẩm này đã dính tài khoản Google Account hay chưa. Thì các bạn thấy là hiện tại là máy đang sử dụng cái phiên bản là Android 7.0, nên hiện tại nó sẽ có cái giao diện giống như vậy. Thì mình sẽ kiểm tra thử cái tài khoản này các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ bấm bắt đầu, rồi skip, chọn cái mục thiết lập iPhone, thiết lập điện thoại như mới. Rồi các bạn đang thấy là ở đây thì máy nó yêu cầu chúng ta phải kết nối một cái mạng này, hoàn toàn không cho phép chúng ta bỏ qua. Thì bây giờ mình sẽ kết nối mạng Wi-Fi nhà mình để xác minh lại cái điện thoại này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm kết nối. Rồi, nó sẽ bắt đầu kiểm tra thông tin. Rồi, các bạn đợi trong giây lát khi nó kiểm tra xong thì nó sẽ báo là thiết bị của bạn được đặt lại trái phép. Đây, hiện tại nó báo là thiết bị của bạn được đặt lại trái phép, yêu cầu bạn phải nhập lại tài khoản cũ. Rồi, thì đối với dòng sản phẩm Motorola này, hiện tại thì cái việc mở khóa xác minh thì không thể nào mà thực hiện trực tiếp trên máy được. Chúng ta phải thông qua máy tính và chúng ta sẽ chạy một file ROM. Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên máy tính bằng cách là chúng ta sẽ bỏ cái điện thoại xuống. Rồi. Rồi, ở đây hiện tại thì trên máy tính của mình thì các bạn đang thấy là nó sẽ có ba cái file dữ liệu. Một là file driver dành cho chip MediaTek. Thứ hai là file FRB bypass để cho dòng sản phẩm Motorola C Plus, và một cái file last tool. Thì đầu tiên thì mình sẽ tiến hành thao tác là giải nén từng file ra. Thì đó, cái file này dành cho driver, các bạn nào chưa có driver thì cài đặt vào, còn đấy là có rồi thì các bạn bỏ qua. Thì mình sẽ giải nén cái file này. Rồi tiếp tục thì mình sẽ giải nén cái file này. Ok, chúng ta sẽ có được hai cái file. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là mở file lên. Ta mở file last tool lên trước. Rồi, tìm đến cái chữ là last tool giúp mình. Đây. Chuột phải lên, chọn run as administrator. Rồi, tắt cái này đi. Chúng ta đã có file. Cái này hiện tại chưa các bạn nha. Rồi, ở đây hiện tại thì mình sẽ truy cập vào thẳng cái file này, nó sẽ có những cái file đây, MT6737M Android Scatter và cái file FRP là những cái file lỗi của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho các bạn thấy. Mình sẽ test một lần, nó sẽ lỗi trước rồi mình sẽ sửa cái lỗi đó cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái này lên. Rồi, chọn Scatter, các bạn ấn vào Desktop, chọn cái file ROM. Đây, nó có sẵn đây, các bạn sẽ bấm vào. Rồi, đây các bạn dấu tích ngay cái vị trí là FRP này, các bạn tích vào nha. Còn những cái dấu trên đây thì các bạn sẽ bỏ hết, chỉ tích đúng cái dấu này thôi. Và chúng ta sẽ bấm Download. Rồi nó sẽ dàn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện ở trên cái điện thoại. Đối với điện thoại thì chúng ta sẽ tắt nguồn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tháo luôn cái nắp lưng ra. Rồi, không qua một bên. Tháo luôn cái viên pin ra. Đây là cái viên pin. Chúng ta sẽ bắt đầu xong rồi chúng ta sẽ lấy viên pin này, chúng ta sẽ gắn vào lại. Ok. Và sau đó chuẩn bị, chúng ta sẽ có một cái sợi cáp. Mình có sợi cáp đây, mình sẽ cắm vào cái đầu cái này. Các bạn khi mà chú ý là khi mình cắm vào thì nhìn trên màn hình nha. Cắm vào đó, không cần thao tác gì nữa hết. Không có hiện tượng gì. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái driver đã có driver hay chưa.
driver hoàn toàn bình thường. Rồi nó hiện lên đây. Thử xem nó có gì không. Driver nó chạy hơi lâu một tí. Sẽ làm lại cáp ra tháo viên pin rồi sẽ gắn pin lại, cắm sẽ cáp vào rồi nó bị lỗi đi. Các bạn đang thấy là nó sẽ báo lỗi, thì đối với khắc phục lỗi này như thế nào thì cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn sẽ bấm OK. Bây giờ các bạn sẽ bấm lên cái này, đây cái chữ là download angel, rồi được desktop dẫn nó vào cái đường dẫn giúp mình. Đây nó có cái file, các bạn sẽ đưa nó vào, đưa đúng cái file này thôi. Sau đó chúng ta sẽ rút cáp ra, download tiếp tục, rồi tháo viên pin ra. Cắm vào, ok, cắm vào lại. Rồi đó, nó hiện như vậy là xong. Các bạn thấy nó hiện lên chữ là download OK. Rồi vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ rút cái cáp ra đó. Rồi khởi động máy lên lại. Rồi, bây giờ chúng ta đợi kết quả thôi. Hello Moto. Rồi. Các bạn sẽ thấy mình sẽ bấm quay lại từ đầu này, skip set up as new. Rồi rồi trong khoảng thời gian nữa nó chạy xong. Rồi, thấy không? Tới đây nó sẽ hiện lên chữ skip để cho chúng ta bỏ qua luôn, không còn phải yêu cầu đăng nhập nữa. Skip. Rồi. Đó. Khá là bình thường. Access and continue. Rồi, net. Net. Not now. Skip. Rồi, set up later. Xong. Rồi, vậy là hiện tại thì máy nó đã cho vào trong cái mục này. Các bạn sẽ vào setting nè. Nè, thấy không? Android 7.0. Đây là cái thông tin về sản phẩm Moto C Plus Android version 7.0 phiên bản cập nhật mới nhất. Rồi, mình sẽ vào luôn cái mục tài khoản như các bạn thấy. Hoàn toàn không còn tài khoản nào đây hết. Rồi, vậy hiện tại là mình đã thực hiện cái việc mở khóa xác minh tài khoản Google Account trên dòng sản phẩm là Motorola C Plus này thành công. Rồi nếu mà các bạn có gì đó thắc mắc thì có thể là comment dưới clip, mình sẽ gắng trả lời các bạn sớm nhất.
phần mềm và công cụ để mở khóa xác minh tài khoản Google Account này mình sẽ cung cấp dưới phần mô tả của video. Thì các bạn hãy bấm xuống phần mô tả để các bạn tải về để mình sử dụng. Rồi, nếu mà các bạn thấy video clip của mình hữu ích, có thể like, share, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình. Rồi, đây là mình sẽ trả về. Các bạn đang thấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh mình nhé.